Rồi, chia sẻ và giao lưu cùng anh em một cái tác phẩm ngọn dúa mới về anh em. Hàng cực kỳ lùng lực nha. Đấy, hàng đặc cốt anh em. Tay cành phong bố rất đẹp nha. Đấy, tay cành con nha anh em, lùng lực chốt ngọn. Chì chốt thì rất nhỏ nha, không có mặt cắt lớn nha anh em. Đấy, chì chốt nè anh em. Chì chốt li ti, chốt cực kỳ nhỏ luôn nha. Hàng nặng hai người khiêng nha anh em. Voi này có cái hành cốt của nó em đo là hành 117 nha anh em. Chiều cao là 80 nha. Đấy, một cái tác phẩm ngọn dúi nha. Đây, em đi một vòng cho anh em xem nha. À, chốt rất nhỏ chốt nha anh em. Đấy, đặt cốt nu biếu nha. Đây mặt sau nè anh em. Quay cận cảnh cho anh em xem cho kỹ nha. Hàng đặt cốt không bọng không lúa gì hết nha anh em. Đấy, hàng mới về luôn nha. Cái tác phẩm ngọn dúi hàng siêu lùng lực. Rồi anh em nào thiện chí inbox hoặc liên hệ em nha. Chào anh em.